Vâng, xin chào các bạn, mình là Thuật Quang đây. Quay trở lại với chuỗi video về review clip. Thì hôm nay mình mang đến cho bạn một clip nó khá là thú vị. Do một bạn đó là Trương Minh Phượng đăng lên trên cộng đồng AutoCAD Việt Nam. Đây là một group do mình là admin. Thì bạn ấy có chia sẻ cho các anh em là một clip đó là khóa khung MV trong layout, được chưa? Và lệnh tắt nó là K. Thì cái lệnh này các bạn có thể download là ép xe. Thì để các bạn có thể download clip này về thì bạn có thể là xem ở dưới video này, ở dưới phần mô tả mình sẽ để link nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cùng review mình sẽ thử review thử clip này, chức năng nó là như thế nào. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một bản vẽ AutoCAD. Đây bản vẽ của một bạn học viên trước đây mình hướng dẫn lớp offline tại VCG Edu. Ok, ở đây thì đây là một bản vẽ đúng không ạ? Và đã trình bày layout tỷ lệ là 1/70. Và khi bạn kích vào trong này đúng không ạ? Thì bản vẽ này đã được khóa này. Thì cách khóa thông thường thì thực ra nó cũng rất là nhanh rồi. Đây, chúng ta quan sát rồi cái dòng này, nó biểu tượng khóa khung MV ở đây. Ở đây là giao diện của layout nhé. Bạn kích vào ổ khóa này. Đó. Thì bạn có thể là khóa khung MV lại để mà khi mà các bạn chuyển cái file này cho người khác xem, thì ví dụ như bạn không in được và bạn chuyển cho một người khác, người ta in nhưng mà người ta muốn xem trước, người ta kích vào đây có thể là người ta lăn mất cái tỷ lệ của chúng ta đã setup sẵn rồi thì nó lại không hay, đúng không ạ? Thì nó lại có thể làm mất đi tỷ lệ, thì chúng ta sẽ gặp lỗi trong quá trình in, nó không đúng tỷ lệ của chúng ta nữa. Thế thì để người ta khóa được cái này vào, kích vào đây, được chưa? Khóa vào này. Nhưng nếu như bạn nào mà muốn chuyển hóa cái này thành lệnh thì chúng ta đã có một cái clip, được chưa? Một cái clip thì mình sẽ review trong ít phút nữa. Thì cái khóa này là cái khóa nó thực ra mình thấy nó rất là đơn giản rồi, nó rất là nhanh rồi. Đấy, một cách khác đối với két đời 207 thì nó không có thanh ở đây. Các bạn có thể là khóa một cách khác là bật tổ phím Ctrl 1 lên thì nó sẽ ra được cái bảng này, property này. Đây. Tổ phím Ctrl 1 thì bạn sẽ ra được cái bảng này và các bạn chọn vào dòng gì ạ? Chọn qua cái khung MV ở đây. Bạn chọn là gì? Display lock này đúng không ạ? Bạn chọn về yes. Đó. Tiếp về yes thì nó cũng khóa luôn cho chúng ta, được chưa? Đấy là cái cách. Thế thì bây giờ chúng ta có một cái cách mới nữa. Ở đây mình sẽ mở no đi. Không khóa nó đi. Đó là clip này. Khóa khung MV trong layout CAD. Thế thì mình sẽ kéo thả cái clip này vào đây. Đó, bạn chọn vào dòng Always Load để bạn có thể load được cái clip này vào, hoặc là các bạn dùng cách truyền thống nó là AP đó, và sau đó thì tìm đến một cái đường dẫn trước thư mục và bạn nhấn load vào đây thì cũng được, được chưa? Mình hay chọn cách kéo thả cho nó nhanh. Đó, và cái lệnh ở đây là lệnh là K nhé, mình đã đặt sẵn ở bên ngoài này rồi, và chức năng là khóa khung MV cho AutoCAD. Bây giờ chúng ta cũng có lệnh là K. Hiện tại thì bạn vẫn đang zoom bình thường đúng không ạ? Và sau khi chúng ta có lệnh K này, bạn chọn vào khung MV cách. Đấy, vậy là xong, được chưa? Đó, vậy là xong rồi đấy. Các bạn có thể kiểm tra. Này, khi mình zoom là zoom lớn, kích vào trong này hay kích ra ngoài? Kích vào trong thì cái khung này được khóa. Và bạn thấy biểu tượng ở bên dưới này có khóa được khóa lại, được chưa? Thì nó chỉ thay cái tính năng chúng ta, thay vì kích chuột chúng ta có lệnh thôi, được chưa? Thì đây là cái clip mình nghĩ là nếu bạn nào có mong muốn sử dụng nó, test thử nó thì có thể download về và thử vào trong công việc của mình, trải nghiệm nó xem như thế nào. Còn đối với cá nhân mình thì mình đánh giá clip này thực ra cũng hoàn toàn là không cần thiết, bởi vì nó cũng không giải quyết được quá nhiều cái vấn đề về thời gian và hiệu quả công việc ở đây. Chúng ta bấm vào đây là có thể ok được rồi, được chưa? Còn trong trường hợp mà các bạn muốn test thử thì có thể tải về trải nghiệm nhé. Ok, link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Về đây là cái tính năng của clip này. Chúc các bạn sẽ có một cái trải nghiệm thú vị về cái clip mình giới thiệu đến các bạn hôm nay. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip khác. Ok, bye bye.